nhỉ? Vẫn một câu hỏi về riêng tư một chút nhé. Em có bạn gái chưa? Câu này. Vẫn vậy, em vẫn chưa. Vẫn chưa? Dạ. Nghe xong là các fan nữ rất vui đấy. Vì anh biết là khi mà em đi tập ấy, rồi em đi thi đấu, có rất nhiều fan nữ có thể là nhắn tin, rồi có thể là mua trà sữa, rồi làm rất nhiều những điều mà tình cảm ấm áp để dành cho Hồ Văn Ý. Và không biết rằng là nếu mà ngày hôm nay mà em nói là em có bạn gái rồi thì anh biết là không biết là em đi tập thi đấu còn nhận được trà sữa nữa hay không. Và chắc chắn là chưa đúng không? Dạ chưa. Chắc chắn là chưa? Dạ. Bây giờ vẫn còn độc thân. Bây giờ vẫn còn độc thân. Dạ. Thôi chết, anh nghe đạo diễn nói là vừa phát hiện ra một cái bằng chứng mà cho thấy rằng là hình như có một bạn gái rất thân, không biết là có phải là người yêu hay không. Thôi bây giờ mình cứ thử xem nhá. À. Đây rồi. Xinh đấy chứ. Nhìn mặt hơi quen quen. Yeah. Đúng không? Vận động viên. Nắm tay nhau này. Thì em với Linh là bạn với nhau, vẫn hay tâm sự cho nói chuyện nha. Sống đam mê đi và khát khao hơn đi. Sợ gì đời hoang phí. Sống một năm chỉ có một lần. Làm sao để không phải ân hận. Ở phương xa, tớ xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới bạn. Hy vọng rằng bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Linh vừa gửi tới Ý một lời chúc rất là tốt đẹp rồi. Ý có muốn nói gì với Linh không? Cảm ơn Linh ở phương xa nhưng mà vẫn gửi lời chúc đến Ý. À, chúc Linh thi đấu thật thành công và mang về nhiều chiến thắng. Và một lần nữa là tôi khẳng định lại thay cho Ý là đây chỉ là tình bạn thôi nhá. Tình bạn chứ không phải là trên tình bạn dưới tình yêu đâu. Bây giờ trở lại một chút về bóng đá nhá. World Cup năm 2022 sắp đến tại Qatar rồi thì em có định sắp xếp một khoảng thời gian nào đó để theo dõi các trận đấu tại World Cup không? Dạ, sắp tới World Cup thì chắc chắn em sẽ dành thời gian để xem những trận bóng ở World Cup. Futsal với bóng đá thì nó gần nhau nhưng mà nó cũng có những cái khác biệt. Thế thì em có cảm giác là khi mà xem những trận đấu đỉnh cao như thế tại đấu trường World Cup ấy, hay là những trận đấu ở cái đấu trường khác đỉnh cao của thế giới thì em có thấy là mình học hỏi được điều gì không? Trải qua những giải đấu lớn đó thì em học hỏi rất là nhiều. Về bản thân mình còn thiếu sót thì mình sẽ luôn cải thiện và giúp em tự tin cũng như là bản lĩnh hơn khi mà đối đầu những đội bóng lớn. Về Futsal Việt Nam thì em nghĩ là cần phải tập trung vào một cái giải đấu vô địch quốc gia trong nước nó chuyên nghiệp hơn, phải có những cầu thủ nước ngoài về thi đấu cho từng câu lạc bộ. Như vậy sẽ được mấy anh em Việt Nam sẽ được cọ sát và học hỏi rất là nhiều. Và giúp Futsal gần hơn đến người hâm mộ. Lúc đó thì sẽ có nhiều người đầu tư vào Futsal. Và cuối cùng thì em có muốn nhắn nhủ điều gì tới những người hâm mộ của Futsal Việt Nam không? Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Futsal. Và ý mong Futsal sẽ đến gần gũi hơn với mọi người và phát triển mạnh mẽ hơn nữa để không phụ lòng những người mà luôn theo dõi và đam mê Futsal.